Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Người nhận thấy cách dự tiệc cứ chọn cổ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cổ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời. Và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Suy niệm: bữa tiệc bộc lộ những khuynh hướng của xã hội, rõ nét là khuynh hướng thể hiện đẳng cấp. Đẳng cấp của chủ tiệc, đẳng cấp của khách mời. Thế gian kiêu ngạo, ai cũng muốn thể hiện mình, nhưng chỗ ngồi có hạn, quyền định đoạt là do gia chủ. Chúa dùng hình ảnh bữa tiệc để nói về nước trời. Vị thế trong nước trời do Chúa quyết định theo những tiêu chí ngược hẳn với trần gian. Cũng như bữa tiệc trần gian, bữa tiệc nước trời cũng thể hiện cuộc chiến. Trần gian thể hiện mình bằng đấu tranh với người khác, nước trời thể hiện bằng đấu tranh với chính mình. Đấu tranh với người khác để chiến thắng, thắng về tiền tài, danh vọng, chức quyền. Đấu tranh với chính mình để thắng chính mình, thắng bằng hạ mình, quên mình, hủy mình. Chủ tiệc trần gian căn cứ vào tiền tài, địa vị, chức quyền mà xếp chỗ. Chúa căn cứ vào việc chiến thắng chính mình. Và theo tiêu chí, ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Thư Thánh Phaolô, tông đồ gửi giáo đoàn Roma, cho biết giáo huấn của Chúa ứng với chính dân Israel. Họ tự tôn vì là dân tộc được Chúa chọn, nhưng vì tự tôn nên họ không tin Chúa Giêsu, không ăn năn sám hối, họ sẽ bị loại trừ. Vì họ bị loại trừ nên dân ngoại được Chúa mở rộng cửa đón tiếp. Thiên hạ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Đức Thiên Chúa, còn con cái bị loại ra. Nhưng Thánh Phaolô tin tưởng rằng sau khi dân ngoại được đón nhận, Chúa lại thương đưa dân được tuyển chọn vào nước trời. Đó là lòng thương xót vô biên của Chúa. Hiểu được điều đó nên Thánh Phaolô không còn đấu tranh theo ý riêng, chỉ biết theo thánh ý Chúa mà thôi. Chỉ gắn bó với Chúa Kitô, quên mình để phục vụ Chúa và phục vụ anh em. Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Nếu sống ở đời này mà công việc của tôi được sinh hoa kết quả, thì tôi không biết phải chọn đàn nào, vì tôi bị giằng co giữa hai đàn. Ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Kitô, điều này tốt hơn bội phần. Nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn vì anh em. Và tôi biết chắc rằng tôi sẽ ở lại và ở bên cạnh tất cả anh em, để giúp anh em tấn tới và được hưởng niềm vui đức tin mang lại cho anh em. Chúng ta hãy theo gương Thánh Phaolô, hoàn toàn quên mình để thuận theo thánh ý Chúa, phục vụ Chúa và phục vụ lợi ích linh hồn của tha nhân. Không tính toán gì cho mình, ta sẽ được Chúa trả lại gấp bội phần. Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Amen.